Ngày 22 tháng 5, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do trước đó nhóm này chặn dừng xe trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè để đua xe trái phép, gây náo loạn đường phố. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nhóm quái xế khoảng 100 người chặn dừng xe trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè để đua kéo xe trái phép, gây náo loạn trên đường. Công an huyện Cái Bè xác định Tuấn là người trực tiếp chặn dừng xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn xe, đua kéo xe. Châu là người cổ vũ đua xe và có nhiệm vụ quay clip. Các quái xế này tụ tập dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt bô. Vụ việc khiến nhiều người dân bức xúc. Qua làm việc, các quái xế đã thừa nhận có các hành vi như chặn xe, cổ vũ, quay clip, không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn chạy xe một bánh, thay đổi kết cấu máy, hình dáng và đặc tính của xe. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý nghiêm để răn đe về sau.